đều là. Con này chắc là con nhập, vì tên của nó là tên tiếng Đức à. Bella Wonder. Tên nó dài quá. Vậy là Bella. Sẽ tốt. Cái này có vẻ vẫn còn đang non chó, đây, nó hơi bắn nhắn. Nhìn mặt con chó này vẫn còn non lắm. Đây, lỗi tiếp lần thứ hai. Nó dư thừa năng lượng. Lượn một vòng. Vừa đi lại còn vừa kêu nữa, bắn nhắn, dư thừa năng lượng đấy. Mái Đức Huy tương đối căng thẳng. Tương đối là căng thẳng. Anh đi xa quá. Anh đã đi xa là để cho con chó nó giảm bớt cái năng lượng đi. Cho nó là cho nó chạy chán này thì mới thi được. Vừa rồi là lệnh ngồi thì là nó con này chắc là sẽ chạy nhanh này, quay lại đúng rồi đấy, thế cũng chạy như tên bắn vọt quá luôn, hơi vắng nhắn. We'll be right back.